Chào mừng quý vị trong chương trình Cooking by La En. Thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ Father Day. Chúng tôi xin kính chúc những người cha trong gia đình một ngày lễ Father Day vui vẻ, đầm ấm bên gia đình. Thưa quý vị, hôm nay ngày lễ Father Day thì món ăn của chúng tôi gồm có món ăn khai vị tôm hấp nước dừa. Vâng, đây là tôm, là cái bếp ga và hấp với nước dừa. Vâng. Còn cái đó thì chúng tôi có chim cút chiên, bơ. Vâng. Sau đó chúng tôi có bắp bò ngâm chua ngọt. Vâng. Chúng tôi có bánh nạp. Vâng. Chúng tôi có xôi hai màu, vâng, xôi hai màu. Chúng tôi có nem chua, thịt bò, vâng. Chúng tôi còn có bánh ú gói lá chè, vâng, bánh ú gói lá chè nhân đậu xanh, vâng. Thì món ăn tráng miệng thì chúng tôi có mu chì Việt Nam mi nhân đậu xanh. Vâng, kính thưa quý vị, đây là mu chì Việt Nam mi nhân đậu xanh. Tất cả những món ăn này là do chúng tôi làm, tự làm hết. Vâng, từ bánh nạp tới bánh ú cho lá chè, tới thịt bắp bò ngâm giấm, dạ, tới nem chua, thịt bò. Chúng tôi có gỏi rau muống nữa ạ. Vâng. Kính thưa quý vị, đây là gỏi rau muống. Rau muống với giá, với tôm, thịt, vâng, với rắc mè nữa. Vâng. Đó là những món ăn trong ngày lễ Father Day. Một lần nữa kính chúc tất cả những người cha trên toàn thế giới một bữa cơm tối đầm ấm xung quanh với gia đình. Xin chân thành cảm tạ quý vị.